đang hát mà, sao con không hát nữa? Cười vậy. Hồi nãy bạn thấy con mới tay một mình mà hả? Con tay cái chơi ta. Con nháy mắt à? Con đừng có ngậm móng tay. Tội ghê chua. Con mệt hả? Ngày nay bác sĩ tích con hai mũi hai bên nha chị, con mệt hả? Hả? Ai Giang mệt có khóc hô hô hả? Không hề, mình là đàn ông mà khóc hô hô có chơi hề. Hề cười đi.